3 năm sau Bác Đà tan vỡ rồi bản nặng tình xưa cũng lỡ làng. Từ đó mà Trần Thanh đành phải sống cái cảnh mồ côi mồ cút của Bác. Mới nương nhờ cửa thiền đắng mà ló tú. Sau khi nương giữa cửa thiền một thời gian thì ông sư phụ cũng lại tách bến lìa đời. Cô bác mình thấy phước bất trùng lai quả vô đơn trí, cho nên lúc đó là Trần Thanh á, thời gian thấm thoát được 15-16 tuổi rồi. Ông mới suy nghĩ cuộc đời này toàn là thứ giả tạm, thế trần tạm giả gạt đời ta. Ông mới giao cái chùa lợi cho cái người khác làm trụ trì, khăn gói lên được. Đặng chi vậy cô bác? Lên trên núi đặng mà hàng ngày đó lo tu tâm dưỡng tánh, lánh xa sự đời của bác. Sau khi mà Trần Thanh này lên trên núi rồi đó là tu thời gian 3 năm sau, thì lúc đó Trần Thanh năm vừa tròn 19 tuổi. Cô bác ơi, cái tuổi này là cái tuổi hồn nhiên nha. Cái tuổi này là cá bóng đi tu, cá thu nó khóc, cá lóc nó sầu, cá bẫy trầu nó khổ, cá mai gỗ nó than. Cái tuổi này là cái tuổi đó khó tu lắm cô bác, mà nếu tu rồi đó không ai tu qua, tôi bảo đảm luôn. Nếu tất cả các anh các em mình mà tuổi thanh niên nè, cái tuổi này đó ha, mà chịu quậy đó không ai quậy bằng, mà tới chừng chịu tu rồi đó cũng không ai tu bằng, không ai tu lợi. Năm vừa tròn 19 tuổi thì lúc đó đó hàng ngày chỉ chuyên lo tu hành thôi cô bác anh chị em. Muốn lánh phồn qua lánh thị thành, tìm nơi non thẳm ngõ mai dân, đợi cơ thiên địa xây dần, đến chờ cuộc phong lôi đổi dẫn lành. Sớm hưng sương trong cùng gió trụ ngày mong, gió mát với trời thanh. Xa nơi đa sự điều cao hạ, muôn lánh phồn quả lánh thị thành. Lúc đó bắt đầu Trần Thanh tu hàng ngày thanh tịnh lắm cô bác. Một hôm nọ ông thần núi ông mới thử. Đó, cái này mới chết nè nghe, căng nè nghe. Đầu tiên đó, ông thần núi đó, ông giả dạng làm một cái người tuổi lớn. Ông mới đi ngay lên ngay chân chỗ cái trại của Trần Thanh đang ngồi lo tu tâm dưỡng tánh. Ông mới lên ông hỏi thăm. Hỏi thăm thì ra đó, Trần Thanh hỏi thăm thì cái người này là cái người bạn cũ của ba mình ngày xưa, hồi lúc còn đi học. À, tới chừng hỏi ra rồi hỏi ông này ông đi làm gì. Ông nói bây giờ ông con mất hết trơn rồi, vợ thì cũng mà chia tay. Bây giờ đó là ông đi lên đây đặng ông tìm người đặng mà làm sao ông trao cho một cái nghề. Cô bác mình biết cái nghề gì không? Trị bệnh giúp đời, sau này là danh giá vô cùng. Kêu rủ ông đã đời, ông Trần Thanh ông nói không, tôi là cái người tu rồi, danh không cần, lợi cũng không cần, tình cũng không cần. Bể ái hà là dây quá nghiệt, danh lợi tình càng siết càng đau. Muốn ra khỏi chốn đồ lão, dùng gom linh huệ cắt mau lòng phàm. Ông chịu, ông nói danh đó là cái đó, đối với tôi là không nhầm nhò gì trơn. Nói nếu không, bây giờ đó con mà chịu thì chú sẽ giới thiệu cho con. Chú còn người bạn là hiện giờ là làm quan ở trong thôn xóm đó, làm quan chức lớn lắm. Bây giờ chú sẽ giới thiệu cho con được không? Tôi là làm tu sĩ ngon hơn làm bác sĩ. Tôi làm cư sĩ ngon hơn thạc sĩ, tiến sĩ. Hàng ngày chỉ lo thanh tịnh, lo tu thôi. Thôi chú đừng dụ dỗ tôi chi nữa, thôi chú cứ về đi. Cô bác ơi, danh là thắng rồi đó. Qua 7 ngày sau, ông thần núi ông nó thử cái thứ hai. Ông giả dạng làm một người khách rất là sang cô bác, mặc bỏ áo trong quần rồi ha, quẩy nguyên một cái bị nha, vàng với tiền không. Đó, thử cái thứ hai là tới lợi. Thì sau khi bắt đầu mới là đi lên tới chân núi hỏi thăm qua lợi rồi, rồi mới biết ông này là ông cáo lão từ quan rồi. Bây giờ ông muốn lên ở trên núi để mà ông tìm cái nơi đặng mà ông tu. Nó tu vậy thôi, ở đây nó không, bây giờ ở đây tôi không có được. Tại vì người lớn với người nhỏ, hai người nó không có hợp với nhau. Vậy bây giờ tôi lo tôi đi tu rồi, ba cái tiền này đó tôi già rồi tôi cũng có làm gì. Thôi bây giờ tôi giao lại cho Trần Thanh, Trần Thanh nhận không? Trần Thanh cái tuổi còn trẻ còn lo tương lai hạnh phúc nhiều, còn tôi bây giờ già rồi tôi cáo lão từ quan rồi.
cô bác anh chị em mình ơi, dụ dỗ này kia đã đời Trần Thanh không nhận. Nó không, tôi đã quyết ra đi rồi, tôi bỏ chùa chiền tôi lên đây tôi tu rồi, là cái người tu là không cần danh lợi. Danh lợi nhiều cũng như vết thù du, chỉ có đường tu mới lỗi trừ muôn nghiệp trước, dứt bi quan hỷ nộ đời sung sướng giải thoát rồi mới khỏi nặng nợ trần ai. Sau khi nói xong rồi, thưa với cô bác anh chị em mình, ông chú đó, ông ngủ một đêm tới chừng tảng sáng rồi đó là ông đi, ông chia tay, ông cố tình ông bỏ nguyên một cái bị tiền với vàng lợi đó. Chà, thử cái này nguy hiểm mà nha. Thành ra tới chừng sáng lợi rồi, bắt đầu ông kia ông bỏ ông đi tuốt rồi, là Trần Thanh dòm lợi nguyên một bị vàng với tiền còn, là tao nói chó con mắt, gặp người ta là hạ sơn rồi phải không, lấy tiền nó trở về xây tương lai hạnh phúc công danh phú quý rồi phải không. Trần Thanh nói không, danh ta đã thắng, lợi ta đã thắng, những cái thứ này thương mấy người đời không vẫn không, ruộng vườn nhà cửa có rồi không, vợ con cha mẹ lâu rồi mất, rốt cuộc hai tay cũng nắm không, cảnh khó trăm khôn toàn giả dối, ngàn mưu ngàn kế cũng quần không, suốt đời lo lắng gầy cơ nghiệp, nhắm mắt hai tay cũng nắm không, không không trên không không, đừng nghĩ chuyện mênh mông. Lúc đó bắt đầu là ông quyết định là ông lấy cái đó ông đem xuống dưới đất ông chôn, đem nguyên một bịch tiền dưới vàng đó, đem ngay chân chỗ cái đất ở kế bên ông tu đó ông chôn. Ông không có màng tới, cô bác ơi, lúc này ông thần núi, ông thấy vậy là ông nó quá kính Trần Thanh. Tuổi trẻ mà tài cao, bây giờ hai cái nó thắng hết rồi, còn thử một cái chiêu cuối cùng. Danh rồi, bây giờ lợi rồi, bây giờ tới tình. Lúc đó, thần ơi, ông thần núi, ông giả ra một cô con gái đẹp còn hơn con nữa, cô bác, đẹp dữ lắm đẹp. Lúc đó đó, ông thần núi ông mới giả ra một cô con gái là mới vừa tròn trăng tròn 18 tuổi, cô bác anh chị em, Trần Thanh 19. Giả ra một cô con gái là mới có 18 tuổi, tràn đầy nhựa sống cô bác. Mà lúc đó không có lợi ngay Trần Thanh, mà cắt cái tấm liều ở dưới đó một chút xíu. Chứ mới vô mà lợi mà kế bên ai chịu, phải không cô bác anh chị em? Người ta biết sao? Thành ra cái cô này hàng ngày đó là cắt một cái tấm liều ở dưới một chút xíu. Hãy bữa nào mà Trần Thanh đi mua tôm đồ này kia về, cái cổ lén ra cũng nhìn cái liếc cái thôi, mà liếc vài lần là đồ gặm thêm, chỉ một cái liếc thôi, một cái liếc là chết ngắt luôn. Tôi hỏi cái dao gì mà liếc nó cũng bén lắm chứ, bộ giỡn xong đứt tay chứ bộ bà, mỗi ngày liếc cái là chết rồi phải không cô bác anh chị em mình. Thì mỗi một ngày đó, hay hoặc giả là vài ngày, Trần Thanh đi lờ xuống mua tôm mua đồ đạc đồ này kia thì cô này là ra đứng nhìn. Lâu ngày Trần Thanh mới bắt đầu là gặp và hai người làm quen với nhau mới biết là đồng chung cảnh ngộ. Cô này cũng cha mẹ mất, lên trên núi kiếm đường tu nữa. Chết ngắt chưa? Cái đó đâu mới chết mà người ta thương nhau vì đồng chung cảnh ngộ. Tôi thương anh vì anh cũng giống như tôi, cũng nghèo hèn áo dễ. Cái người không cha không mẹ thương kẻ mồ côi, cô bác anh chị em. Cho nên hai người đó cứ là ăn chay niệm Phật làm lành, mà hai người đồng chung cảnh ngộ nhau. Từ đó bắt đầu Trần Thanh nó có cái nỗi gì đó, là làm như nó có cái nỗi nhớ gì đó đối với cô kia. Bị con cái là đồng chung cảnh ngộ, đồng tu mà, đồng thiền, đồng hỏi mà. Thì hãy mỗi một đêm nào mà trăng thanh gió mát rồi đó, là cái cô kia ở bên kia cũng làm thơ. Có những đêm đông gió lạnh dèo, thấy anh thui thủi và buồn teo. Chưa gì trơn cái vỗ tay rồi hả? Có những đêm đông gió lạnh dèo, thấy anh thui thủi và buồn teo, muốn qua đốt lửa cùng nhau sưởi sưởi ấm cho nhau cạnh núi đèo. Ôi rồi nghe cái muốn rụng đúng rồi kìa, nghe cái bắt đầu anh thấm đòn cô bác. Qua bữa sau cũng một đêm trăng thanh gió mát nữa, thấy anh lịch sự dễ thương, mà sao sống cạnh cô đơn lạnh lùng, ước gì em được sống chung cùng nhau, đắp lạnh quạt nồng sẽ chia.
Thôi ơi, một ngày nó càng mùi mùi mùi. Mà cô bác mình biết cái gì nó chín rồi là nó mùi. Mà nó mùi rồi là nó làm sao? Đúng. Mới đầu nó chín, từ từ cái nó mùi cái nó rụng. Cô bác lúc đó bắt đầu cái cô này đó, mỗi lần mà gặp anh Trần Thanh mà đi xuống ở dưới đường đi lên là cổ cất tiếng cổ ngâm. Chiều chiều sạch chén mua thương, thấy anh lẻ bạn sao em thương quá chừng. Thôi rồi. Cứ chọc hoài mà đã người ta tu rồi, không để cho tam tạng đi thỉnh kinh gì chân mà cứ chọc hoài. Chứ phải mà lúc đó nó A Di Đà Phật để cho bần đạo đi tới Tây Thiên Túc thỉnh kinh rồi gọi gọi. Còn cái này đó thưa quý cô bác anh chị em, mới vừa chọc ra là ông này ông trả lời, phải chọc ra là ông này ông trả lời. Chiều chiều sách chém mua tương, thấy anh lẻ bạn em thương quá chừng, lòng sao cay tở ướt rừng, phải Duyên Loan Phượng em mừng biết bao. Cô này vừa thốt lên rồi cái ông này ông trả lời, ông nói tu hành đạm bạc rau tương, giải luôn duyên nghiệp em thương ít gì. Nếu em muốn sanh ngộ kỳ thì mau xuống tóc quy y tu hành. Thôi rồi, cũng biết kêu người ta tu hành vậy. Lúc này đó, thấy ông này ông cực khổ, có mình một lo nấu cơm nấu nước hàng ngày. Cái cô này cũng lén lén cổ qua. Cổ qua cái cổ viết ở trên cái chân chỗ cái cửa hàng ngày Trần Thanh đi ra niệm Phật đi hái rau rồi đó. Tu hành đạm bạc để mà chi tương muối dưa rau có ích gì, tuổi trẻ còn xưng tu uổng lắm, về nhà xây dựng nợ duyên đi. Thôi, ta tu mà cứ ám hoài. Cô bác, cái ông này ông đâu có chịu thua, ông ăn chả bà ăn nem mà. Ông ăn cà gem thì bà cũng quất chuối nướng chứ đâu có sợ. Qua bữa sau cô kia đi sắp nước rồi, ông Trần Thanh ông lấy cục than lại ông vẽ lại. Nó tu hành đạm bạc chẳng màng chi, tương muối dưa rau có xá gì, vướng nghiệp trần ai thì khổ lắm, thôi đừng gây nghiệp hãy tu đi. Ông biết ông kêu người ta tu, cô bác anh chị em, mà cái lòng nó cứ gian díu dằn dai dán vật giờ dán vuông vô vị diệt vu dơ hoài. Ông tưởng tin tôm tách tình tươi tốt rồi mong mỏi mặn mà má mở mơ, rồi ông đóng đuối đầu đường đi đớ đẫn rồi ngập ngừng ngang ở ngó ngu ngơ. Rồi mỗi buổi chiều ông lâm ly lưu liếng lòng lai láng rồi thấp thỏm thương thầm thả thẫn thơ. Cô bác ơi, ông đi xuống đi lên hoài. Lúc đó đó cái cô này đi lợi nói thôi bây giờ đó tu một mình nó thì nó cũng khó có ai trợ duyên lắm, không ai á. Hai đứa mình kết hợp cùng nhau, người thì mồ côi mồ cút, còn kẻ thì không cha không mẹ. Nhưng mà ông Trần Thanh ông đâu chịu cô bác. Tôi là kẻ phiêu lưu như mây nước, như cánh bèo xuôi ngược lắm hợp tan. Bao tháng năm thâu chuỗi ngọc thời gian, tràn hạt ấy trắng đen giường bụi cát. Tôi niệm Phật cho lợi danh, sớm thác cho tình yêu chết liệm giữa lòng tôi. Cho ngã nhân không có dịp đâm chồi, trả hình bóng về cho dĩ dạng. Những mặt đẹp, những ăn ngon đều bỏ lãng, sống cho đời, sống cho cả tâm linh. Sống tại đây cho hết kiếp phù sinh, ngon gió lọn cho gió lòng ngưng sống. Tôi phải tỉnh cho tan bao giấc mộng, vì thế đời còn lãng vãng đâu đây. Tôi tham thiền trong tứ tướng cả đêm ngày, vọng tưởng chết giác linh luôn sống mãi. Mình tiến tới cho người sau tiến tới, mình thành công cho kẻ khác noi gương. Mình chậm chân hành đạo mãi lương khương, mình xa ngã người trong giàu thối chí. Tôi tu sau này tôi cứu vớt của quyền thất tổ của tôi. Cô gán về cô lo tu, đặng sau này cô cứu vớt của quyền thất tổ của cô. Cô và tôi hai người nguyện một lòng lo tu, không thích ham những gì ở thế gian. Ngày đêm gắng lo tu hành, cho tâm mình thanh tịnh trong sáng. Giờ tròn lòng không phai, cương quyết ăn chay ăn hoài dẻo dài, để sau này chừng đắc nên Phật tiên, ráng lo tu hiền dài khổ luôn nghiệp duyên. Giờ niệm Phật công phu bồ thí, chí tâm cần chiên, cố gắng phát tâm lành, để một ngày kia được sướng vui nhàn thanh. Bán hô đề danh tên của mình trên bán vàng, ôi quá mừng đời vui quá chừng. Từng đi đừng đi đừng 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 đừng.
Tại mấy cô không, con mới vừa đờn cười chi, con cười cũng đờn không được. Thời làm hại đờn đứt dây, giữa chân đờn đã đứt dây. Giải thoát cô quyền khỏi miệng lưng trầm, ngày kia tiên đến Tây Phương không lưng hồi sanh tơ, sông sương vui an nhà nơi cõi đời là ban, khỏi sanh bình già lại chẳng còn lo âu, đời ta sống lâu. Trần Thanh trả lời với cô rồi đó, thì cô cảm thấy dường như là tuyệt vọng, nhưng mà chưa, sau cùng còn một chiêu cuối cùng cô đó. Lần sau nữa, thấy ông này vào một cái đêm đông, trời rất là lạnh. Cô nở một nụ cười tươi và đồng thời ngâm lại bài năm cũ. Ngâm nó thấm thêm. Có những đêm đông gió lạnh dèo, thấy anh thui thủi dạ buồn teo. Muốn qua nhóm lửa cùng nhau đốt, sưởi ấm cùng nhau cảnh núi đèo. Thấy anh lịch sự dễ thương, mà sao sống cảnh cô đơn lạnh lùng, ước gì em được sống chung. Cùng nhau đắp lạnh quạt nồng sớt chia. Lúc đó bắt đầu ông chịu hết nổi, ông nói: nghe qua hết muốn về Tây, thôi thì ở lại cõi này vui hơn, chắc là tôi phải hạ sơn hơn nữa. Hồi đó thì lên núi, bây giờ hạ sơn, cùng em hưởng trọn bản đời tri âm. Bóp. Rồi, chết nhá. Lúc đó bắt đầu mới là nhớ lại nguyên một cái bị vàng với tiền của ông kia, ông còn quên sót. Ngày nay ta sẽ lập lại chữ công danh. Tình yêu đang trở lại đây. Thừa như với cô bác anh chị em, lúc đó là ông đau thương xót dạ rồi. Ông mới nhớ lại ngày xưa, không cô bác anh chị em mình cũng nhớ lại hồi lúc cô kia mới lên, rồi hai người quen với nhau từ cái bắt đầu lúc đó khổ hơn, ảnh không có còn niệm Phật niệm trời gì được hết trơn. Lúc đó rồi ông khổ lắm luôn. Tôi khổ yên thân tôi mà ai nào đâu hay biết, mang mãi trong tâm tư một tình yêu mà chẳng dám nói ra. Khi đã yêu thương nhau, Trần Thanh thường hay ao ước cho mai sao được cùng ai, nên nghĩa tóc tơ. Cuối cùng giờ thì lòng tan nát, người tôi yêu đã xa tôi rồi. Cô bác mình biết sao mà Trần Thanh là đau khổ không cô bác? Sau khi là yêu mến cô con gái kia rồi, lúc đó đó là Trần Thanh mới rủ cô kia đó là xây dựng tương lai hạnh phúc cô bác anh chị em. Mới trở lại đào nguyên một cái bị vàng đó, đào lên thì không còn vàng là sỏi đá. Trần Thanh đau khổ, tới chừng tìm đến cô kia thì không còn là cô gái nữa mà là ông thần núi. Ông thần núi ông thử mà. Lúc đó Trần Thanh mới đành than thở: hỡi ơi, tôi đến với qua thì qua đã nợ, tôi đến với đò thì đò đã sang sông, tôi đến với em thì em đã có chồng, sao em lại nỡ phụ lòng bỏ Trần Thanh. Cô bác anh chị em mình ơi, lúc đó đó cái ông thần núi ông mới lấy tay ông chỉ vô mặt của Trần Thanh, ông ngầm lên bốn câu thơ, hai câu thơ với thắng danh, thắng lợi, thua tình. Thua tình nó kéo cho mình thua luôn. Cô bác mình thấy không, thắng danh thắng lợi mà thua có cái tình, khi thua tình rồi nó kéo cho mình là ba cái kia dính lợi cùng một lực một. Thắng danh thắng lợi thua tình, thua tình nó kéo cho mình thua luôn. Lúc đó Trần Thanh đành bó tay mà trở lại hàng ngày cốc 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 mà khóc với ông Phật. Lúc đó là chàng lạnh lùng đau khổ cô bác anh chị em. Hàng ngày đó ông còn tụng kinh nữa mà ông nhớ cái câu:
Em ơi giờ đây pháo hồng tan tác bay, tìm người em đi lấy chồng, hôi lòng có lạnh lùng không? Tí tí tì tí tì tì tì. Cô bác anh chị em mình ơi, lúc đó hết niệm Phật rồi, lúc đó đành làm lợi từ đầu cô bác. Vậy thì bây giờ đau khổ, bên kia ăn chay niệm Phật làm lành, đòi mạt pháp Phật trời đại xá, lực tu hành chẳng khó như xưa. Tại gia niệm Phật sớm chưa cũng là được Phật đón đưa rước về, chỉ cần ăn chay niệm Phật làm lành cúng lại thôi. Cô bác chúng ta sau này chết mãn kiếp hồng trần sanh lạc quốc. Còn Trần Thanh cảm nhiễm cảnh đời ba thứ danh lợi tình là chắc ăn cô bác anh chị em, nó đưa về con đường địa ngục. Vậy giờ đây trước khi kết thúc, chúng tôi xin giới thiệu nam diễn viên tài hoa son trẻ Hai Lùng sẽ gửi đến quý vị bài hát được mang tên Hai Nẻo Đảo Đời. Xin kính mời. Xin giới thiệu tiếng hát của anh Hai. Nhẹ như gió, thoảng như mây, sẽ làm tái lòng người đi trong cảnh, với cái làn hơi phong phú nhẹ nhàng. Kính thưa quý vị, vừa qua thì cô bác đã thưởng thức qua giọng điệu trầm bổng nhạc khoan của nam diễn viên tài hoa son trẻ Bến Tre. Thử ra làn sóng nhạc hồi sớm giờ cô bác mình cũng nghe, cũng có thưởng thức qua đời đạo, thì cô bác mình đã phân tách được ví dụ như đời nó khổ như thế nào, rồi đạo chết sẽ ra sao, thí dụ như hai cái còn và cái không còn. Quý vị mình biết á, ở ngoài chùa người ta cất lên á, ta không có thờ người đời, ta thờ người tu không, phải đúng gì không? Thành thử ra ai cũng đều chết hết, mà sau khi có một cái tu là nó còn đó. Thì thôi hôm nay cũng chúc phúc quý vị, xin cống hiến cho cô bác anh chị em là hai câu vọng cổ tác phẩm được mang tên là Đạo Đời Hai Ngã, do đồng đạo Bảy Thiện giới thiệu. Và diễn ngâm do nam diễn viên tài hoa son trẻ tôi. Bạn đã hỏi thì tôi xin đáp lại, đạo với đời hay ngã thật khác nhau. Gieo giống đời thì hay quả khổ đau, trồng nhân thì ngày sau an lạc. Bạn ơi từ vô thủy đến nay ta đã vô lượng kiếp đầu thai, và muôn lần sanh tử vì ta mấy say dưa tới mùi công danh vô quý, rồi phải trôi lặng theo sao nẻo. Giờ tỉnh giấc mơ xa lánh cuộc đời, ôi giả tạm ta bà đầy đau khổ. Đạo là con đường hạnh phúc ngang vui, đường đời là khổ càng nên lắm, cửa đạo chen vào hòa khỏi lây. Muốn đặng công thành nên tránh qua, khổ lao dội bước ráng theo thầy. Nhẫn trước ly nên tu tỉnh danh lợi tình, như giấc mộng nam khá. Khắp chúng sanh trong thế giới ta bà, đâu ai tránh được sanh già bình tư. Ôi giả tạm não phiền đủ thứ, danh vọng bạc tiền làm tâm trí đạo điên. Sao bằng cửa Phật vui thanh tịnh, lánh cõi trần mê giải nghiệp mở duyên. Lời vàng ngọc ngữ thầy khuyên, muốn về cõi Phật cần chuyên tu hành. Đạo đời tôi đã phân rành, hãy mau giác ngộ tu hành bạn ơi. Hồng trần biển khổ chơi vơi, tìm về nẻo đau thành thối. À ơ tâm
tâm hồn. Và sau khi chúc phúc cho cô bác anh chị em là đạo đời thì rồi đây ai cũng phải chết phải không? Thì bây giờ phải chọn con đường, một là chết xuống Diêm Vương, hai là về Tây Phương. Chỉ có hai con đường thôi. Nếu biết ngày mai mang khổ sầu, thân này tí có chẳng bền lâu, sáng lo danh lời chiều nhắm mắt, trong ai niệm Phật chớ để bạc đầu, mong ai tinh tấn tầm giải thoát, không tu khi chết biết phải về đâu. Nếu còn đêm nay hay ráng lo tu, vì cấm thế gian là chung ao tù, có gì mà người liên tiếp, có gì mà người đau khổ. Ôi thế trần như bọt nước làn mây. Nếu còn đêm nay hay ráng lo tu, các pháp thế gian là vốn vô thường, ước gì mình quy tam bảo, ước gì không còn đau khổ, để sau này tiên đến Tây Ninh. Ở Tây Phương.